Xin chào tất cả quý vị nhà, mời quý vị đến với hội Hàng Vi Chiến Thắng nhà. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2023 âm lịch. Đó, hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2023 dương lịch nhá. Quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nhá, và bấm chuyển đến cho mọi người xem. Bây giờ mời quý vị cùng nghe xem qua quang cảnh của xung quanh hội nhá. Đắt hàng đấy nhờ chị nhờ. Vải mận đỏ ngon đấy. Vải bao tiền cân chị? 20.000 em ơi. Vải đầu mùa. Đây là vải lai nhỉ, vải u hồng. Vải thiều chưa chín. Anh này ra bán vải da trắng đấy nhở? Phải cởi trần này ra bán nó mới đắt hàng. Không biết nó trời mưa. Vâng. Như này các chị mới vào mua vải nhiều. Mang lái này. Ủa ủa về. Xe nào qua đây? Cái này may quần hay may áo chị? Nguyên xe xe nữa. May quần áo. May cả váy nữa mặc cho đẹp. Váy không mặc kem không mặc. Mặc cái chứ đâu tầm mồng này thôi. Mặc áo mồng này thôi. Thôi đi đi. Bố mới lắp bắn đẹp đấy. Hát si cho hai chú không hát nào. Hôm nay trời mưa nha quý vị nhá. Nhưng mà bây giờ tầm này rất là đông, vẫn đông. Lúc nãy là khoảng trưa là mưa một trận rồi. Hai cô này chưa hát si à? Hả? Chưa hát à cô? Hát rồi. Dạ. Mọi người và chú hát si. Hát bài nào cho chú? Đến lâu chưa anh? Đến lâu rồi. Cứ vào trong kia chơi chứ. Cứ vào trong chơi không? Trong nhà... nhà chú cố gì? Tối lên nhá. Hát bài nào chưa? Hát bài nào chưa? Chưa là. Qua đi, qua đi anh. Hát bài nào chưa các cô? Già vẫn hát cho nó yêu đời trẻ ra chứ.
Đây hát đi mấy chú này nè. Dạ. Vâng. Lại mưa rồi. Chú. Hai chị không hát à? Chị đi quay rồi không hát à? Đây hát đây. Có người mẫu đấy. Hát với anh béo này được không? Hay là anh tóc trắng này? Anh tóc trắng. Không được hết. Đây anh tóc trắng này đây. Anh tóc trắng này biết hát gì không? Tôi hôm nay cảm thấy là ngày 17 tháng 4 mà tôi cũng rất hâm mộ về hôm nay đến gặp những người tình cũ. Vâng, người yêu cũ à? Người yêu cũ để hát gì? Vâng. Nhưng mà hội chiến thắng là tứ phương chỉ được hội chiến thắng là ra một năm ra được 4 lần. Vâng. Hội này hội đông nhất ở đây chắc mùng, là một, mùng 7 tháng riêng này, 20 tháng riêng này, 20 tháng 3 này, 17 tháng 4 này. Vâng. Đúng gọi đặt là xã chiến thắng là đúng chuẩn. Hội này là hội, à đây đây chắc là khả năng tập trung nhiều người nùng nhất nên thích đi hội nhất. Người nùng nhưng mà tứ phương không có chỗ nào mà ra được 4 ngày hội. Vâng. Chỉ mỗi chiến thắng ra được 4 ngày hội. Vâng. Thấy không? Đấy, vừa quay vừa nói chuyện. Hát đi, anh hát được bài nào chưa? Hát trời mưa. Để em đi lượn một vòng xem mọi người đó. Mưa rồi các chị vào thềm hát cho đỡ mưa. Vâng. Nếu chiều nay trời đổ cơn mưa, anh đưa em về. Mấy chị này không hát à? Không hát sim được quanh người thôi. Đấy, các chị vừa hát xong à? Hát xong rồi. Đó. Vừa hát với hai anh này à? Hát đi để em quay. Hai anh này có hát đâu. Thế đó. Hát đi hai anh. Đi hát. Vâng. Em chào các chị nhá. Không hát à cô? Không, không hát à? Mẹ nhìn mà anh em hát được chi?
Đầy chai đây. Chai này không hát đâu. Được. Đây. Các chị có hát gì không? Vào đây hát gì đi. Bây giờ lại hơi mưa nha quý vị nhá. Ôi mưa rồi, mưa. Không hát rồi anh. Đây hát này nhiều người lắm chị ạ.
Hát bài nào chưa? Không. Lâu rồi đó. Nào vào đây xem mấy con này hát không nào. Gọi mấy chú vào đây hát nhá. Gọi đi đi. Chú nào đẹp trai đi. Vâng. Chú đẹp trai mà hát. Chú nào đẹp trai cao to nhá. Vâng, em chào anh Biển nhá. Chú anh. Taxi bài nào chưa cô? Con này chuẩn bị phá hắn ta. Bắn ra phòng hàng của con này. Nằm đi băng lại. Cần. Sau rồi đấy. Xe hè để các thằng cá mập tông quấy đi bả thè đá để xin nữa nhỉ. Về á các bà. Về á. Về làm gì sớm? Dạ. Hôm nay thì là cũng mưa nên là cũng không đông lắm nhé quý vị nhé. Hát xì hả anh? Ôi, nói quán này khá là đông. Ồ, lợn to đấy nhờ anh nhờ. Thì có gì tí nữa nhá. Hát đi các chú. Phải làm hiệp nữa nhờ. Loa bị vấp rồi. Coi xong đi. Quay cái này quay nhau được. Hát bài nào chưa anh đẹp trai? Hát bài nào chưa? Hát bài nào chưa? Không có gái nào làm sao mà hát được? Trong này đây mà. Cô bán hàng à? Lâu rồi cô ạ. Sao chị? Quay chị bán càng đắt hàng sao? Thịt mút xíu rồi. Chị
bỏ khẩu trang cho nó xinh gái nào. Xinh đâu. Sáu gái. Làm được lâu chưa? Do dễ thở chị ạ, về không khí không ô nhiễm rồi. Em đến lâu rồi từ trưa chị ạ, nhưng mà dính mưa. Ngày hát được mấy bài rồi các chị? Chị hôm nay chưa có ai hát. Hát với hai anh này luôn đi. hai anh to cao đẹp trai. Có. Các cô này có hát không? Hát các anh chị hát không? Vâng. Có ai bảo không hát gì? Hát bài nào chưa các chị? Xong rồi á? Vắng nhờ anh, hát bài nào chưa? Trong này về khá nhiều rồi nhá. Quả nốt đi chú ạ. Quý vị lại lượn có một vòng à. Chào các đồng chí. Chú. Nào các chị. Nhìn về đây nào. Đến lâu chưa chị? Dạ. Bạn chị phải không? Bạn chị với chị Lâm phải không? Không, hôm nay không mặc áo đùng à chị? Ừ. Áo lông hôm nay chả thấy bán ở đâu ấy. Mua dạ, không? Em dạ bán đâu? Đâu? Đây, đây đâu? Là túi đây này. Mở ra đi, chị mặc luôn. Mặc về hát chị. Cười lên chị. Xin gái hôm nay rồi. Hôm nay hát được mấy bài rồi các chị? Hát được mỗi người 2 bài. Cái tối em hát với nhá. Cả lại ok thôi. Ờ, tối đi hát cả lại ok đi nhá. Tính quán hát là được. Ờ, tối đi nhá. Có anh nào rủ đi chưa? Mới có hai anh này rủ. Hai anh này không biết hát đâu. Chỉ biết kéo xe bò thôi. À, biết nói chuyện không? Ôi, nói chuyện thì biết rồi, nhưng mà nói không hay thôi. Chúng ta đi hồi đến tối thế này nhỉ? Bởi vì hôm nay ra muộn thì cũng đi lúc nữa gần gần tối về đến nhà. Hôm nay mưa mà gì nhỉ? Mưa ra muộn rồi. Đi vâng. Mát mới đi chỉ hội nhỉ. Các chị đi hội vui nhá. Mua gì đấy các chị? Bạn chảy đến răng à? Bạn mấy nghìn cân đấy chị? Hơn 20 em ạ. Hơn 20 á? Sao em tưởng 10 đâu mà. Cái này người ta cay thôi. Mận đang mùa nhỉ. À, cuối à đâu? Cuối ngày bán 10.000 à? Hết tiền nó mới hái em ạ. Dạ. Đánh 10.000 mà chưa được.
nắng nó đông. Mua lợn quay với các cô. Ngon luôn nhờ. Ngon lắm. Cháu cho mẹ. Vâng, nó chưa. Con làm đâu rồi đây? Hát tiếp đi các anh. Lên Facebook ra. Bà chỉ ngon, chỗ này mới là chỗ ngon. Khu này vẫn còn rất là đông nha, bán lợn quay rất là nhiều. Gì nữa chú? Quay nhìn hấp dẫn luôn nhở? Này không hát của anh Ngọ à? Sắp được đang nằm viện nữa mà. Không nằm viện. Bây giờ mọi người đang về dần hết rồi nha mọi người nhá. Bây giờ tầm khoảng hơn 6 giờ nhá. Đây là đôi chia tay muộn nhất đây. Quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nhá và bấm chia sẻ cho mình cùng xem nhá.